Xin chào mọi người. Mới cắt tóc xong. Nhưng cái video này mình sẽ cho bạn một cái công thức để làm sao để có được tự do tài chính, nhưng không phải là tiền điện tử. Cái video này là video quan trọng cho tất cả những người làm ăn. Nhưng cái video này mình sẽ nói về tiệm cắt tóc. Bởi vì mình mới đi cắt tóc. Và cái bài học này mình cũng nghe được, mình cũng học được, chứ không phải là mình sáng lập nó ra, mà nó đã được thực hiện và áp dụng và đã thành công ngàn chi nhánh nha, ở Trung Quốc. Đây là một cái câu chuyện gọi là mình vừa rồi mới va chạm tới thôi, ok, và mình chia sẻ cho bạn. Rõ ràng trước đây là mình rất là đam mê về làm ăn, làm để ăn, đúng không? Kinh doanh này, kinh doanh nọ. Nhớ, ở đây không phải quảng cáo về mình, nhưng mình đã về hưu lúc 36 tuổi. 36 tuổi qua sự làm ăn, ok, bán đồ gỗ ở tiểu bang Cali, ok, đứng thứ hai của cái thị trường đó, đứng thứ hai của một cái tiểu bang lớn hơn nước Việt Nam rất nhiều, ok, thì, gọi là một chút quảng cáo thôi chứ mình không có muốn nói về mình quá nhiều. Thì đây là câu chuyện mình kể cho bạn, và vừa rồi mình kể đó cái câu chuyện đó cho cái bạn trẻ vừa rồi cắt cái tóc của mình. Và cái chỗ đó là cái chỗ mình hay đi cắt tóc, đúng không? Thì cái công thức là này. Và cái công thức này là mình va chạm trên mạng xã hội thôi, ok. Một bạn trẻ ở Trung Quốc, con gái. Trước đây cô ta cũng là học về cái ngành cắt tóc. Thì cô ta cắt tóc như vậy. Và về chi tiết thì mình không rành lắm, nhưng rõ ràng cái câu chuyện nó vẫn vậy, cái công thức vẫn vậy. Và cho những người nào đang gọi là học về cái ngành nghề cắt tóc hay là đam mê về kinh doanh, thì bạn vẫn có thể làm cái thứ này. Không hẳn là bạn phải là thợ cắt tóc, bạn là một người kinh doanh thôi, bạn có thể làm những cái thứ này. Và bạn có thể tạo ra 1.000 chi nhánh, 2.000 chi nhánh trong cái nước Việt Nam này, thì bạn sẽ có được tự do tài chính. Bạn sẽ trở thành những người rất là giàu ở Việt Nam này, okay? Nếu bạn là những người kinh doanh. Thì đây là cái công thức. Cái bạn đó, bạn muốn một cái mặt bằng, mặt bằng rất lớn, ok, 20 cái ghế ở trong đó, 10 cái ghế, 20 cái ghế trong đó. Mà đây là một trong 1.000 cái mặt bằng bạn có, chứ không phải là một cái mặt bằng không thôi, đúng không? Thì bạn làm gì? Bạn mướn, cho một ví dụ là, một ví dụ là bạn mướn cái mặt bằng đó là 500 triệu đi. À, cho một ví dụ lên, cho là 500 triệu, 1 tỷ gì đó, cho là một cái con giá 1 tỷ đi, cho nó dễ nói. Một mặt bằng như vậy, trang trí tất cả mọi thứ là 1 tỷ. Ở trong đó 20 cái ghế, 20 cái ghế ở trong đó. Và mỗi cái ghế như vậy là bạn ta cho người ta, cho những người khác mướn, cho những người cắt tóc. Thì 20 cái ghế như vậy, và mỗi cái ghế như vậy là 200 triệu để mướn được một cái ghế để cắt tóc ở một cái mặt bằng sang trọng, nổi tiếng. Thì bạn ta mướn một cái mặt bằng như vậy, và người ta, bạn trang trí 20 cái ghế trong đó, và sau đó bạn ta cho người khác mướn những người thợ cắt tóc, thì nó có lợi như thế nào? Ok, để giải thích. Một thằng thợ học cắt tóc xong, để muốn ra có được một cái mặt bằng riêng, một cái tiệm riêng, thì tốn vài trăm triệu lận, đúng không? Có nhiều lúc cả trăm triệu, cả tỷ lận. Thì một cái bạn như vậy, ngành nghề mới bước ra, gọi là, hay là có kinh nghiệm hay không, đúng không, tùy. Thì mới bước ra như vậy, lại mướn một cái bằng bằng như vậy, bạn phải trả tiền cọc, đúng không? 6 tháng tới 1 năm bạn mướn như vậy, rồi không chỉ vậy, bạn phải trang trí cho cái mặt bằng đó, thì nó tốn cả, cho là một ví dụ là 500 triệu để khoảng cỡ đó nha. Con số chính xác thì mình không nắm vững, nhưng mà khoảng cỡ đó, để có một cái mặt bằng tốt, chờ trả tiền mặt bằng, ok, trả tiền mặt bằng, vân vân, sắm cho cái mặt bằng đó thì khoảng cả trăm triệu, cả 500 triệu. Thì một người cắt tóc đi ra kiếm một cái mặt bằng như vậy, trang trí cái mặt bằng như vậy, đóng tiền như vậy, tốn 500 triệu. Thì cái chỗ bạn làm ra như vậy, nó có 20 cái ghế lận, đúng không? 20 cái ghế như vậy, và để mướn một cái ghế như vậy chỉ có 200 triệu thôi. Ok, thì những cái người bước ra ban đầu á, người ta sẽ không có tài chính đâu mà người ta mướn đi gây dựng một cái chỗ làm ăn như vậy cả 500 triệu và hơn. Thì cái bạn gái đó, bạn tạo ra như vậy 20 cái ghế trong đó, mỗi cái ghế như vậy là 200 triệu như vậy,
ok, và gọi là 20 người như vậy, ok, gọi là 20 người như vậy thì 20 người như vậy thì bạn đã lấy, cái bạn gái đó đã lấy lại được vốn rồi và đã có lời rồi. Và không chỉ vậy nữa, mỗi cái ghế đó, ok, mỗi tháng như vậy, mỗi người cắt tóc phải đưa cho cô ta bao nhiêu triệu nữa, đúng không? Cho là một ví dụ ở Việt Nam này, cho là 5 triệu mỗi tháng như vậy, là những người cắt tóc ở trong đó phải còn đưa cho cái cô ta 5 triệu như vậy, 10 triệu. Ok, cô ta gầy dần xong, cô ta gầy dần một chỗ sang trọng, cô ta trang trí cái chỗ đó sang trọng, đúng không? Sau đó cô ta cho mướn lại thôi chứ không làm gì hết. Và rõ ràng như vậy, cái chỗ đó là phải bản hiệu sang trọng, đúng không? Chỗ có uy tín. Và cái trách nhiệm của cô ta là, xin lỗi bạn, hồi nãy mình mới ngừng. Thì cô ta rõ ràng cái trách nhiệm của cái người mà thành lập cái đó đó, thì là mặt bằng nè, ok, trang trí nè, quy luật nè. Quy luật là chỉ sàng lọc những người có uy tín, những người nào biết xử sự, những người đàng hoàng bỏ vô trong cái tiệm của cô ta. Cái tiệm của cô ta biết rằng là cô ta không có mặt ở đó, ok, nhưng thu nhập vẫn có. Thì sau khi cô ta gọi là có đủ 20 chỗ như vậy, 20 cái ghế như vậy, và cái kinh doanh nó chạy hoàn hảo, cô ta sẽ không bao giờ có mặt ở đó, ok. Có thể là những tháng lúc ban đầu, những tuần, những tháng lúc ban đầu thì cô ta sẽ có mặt ở đó để ý 20 cái ghế này, ok, 20 cái người cắt tóc này cho cô ta. Ok, coi họ có sàng lọc họ ra, có thử người ta có chuẩn hay không, vân 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 vân. Và cái chỗ kinh doanh đó nó sẽ có một cái số điện thoại, đúng không, rất là bự. Cứ bất cứ một người nào phàn nàn vân 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 thì có thể gọi cho cái số điện thoại đó. Thì cái lợi ích của chủ là chủ sẽ không có mặt ở đó, đúng không? Chỉ có những cái tháng ban đầu thôi, nhưng chủ sẽ có thu nhập cao, ok. Rõ ràng là chủ lấy lại được vốn sau khi 20 chỗ đó đã được gọi là 20 cái ghế đã được có người mướn. Không chỉ vậy nữa, mỗi tháng thì cô ta vẫn có thu nhập, bởi vì mỗi tháng như vậy mỗi cái ghế đó vẫn phải trả cho cô ta một số tiền ít, một số ít tiền, đúng không, 5 triệu 10 triệu gì đó, ok. Vì cô ta chỉ quan sát, ok, cái tiệm này đâu vài tháng lúc ban đầu thôi, và sau đó là cô ta sẽ thả lỏng, cô ta sẽ cho một trong những người ở trong đó, đúng không, một trong những người ở 20 cái ghế đó cho là gọi là quản lý, ok, có thể là bớt lương cho những 20 người đó, bớt lương cho 20 người đó thôi để quản lý những người khác thôi, ok. Quản lý thì không phải là quản lý, nhưng mà quan sát thôi, ok. Và cái tốt nữa là những cái người cắt tóc đó, những cái người mà mướn cái chỗ đó để cắt, đúng không, thì cái tiền mà người ta làm ra thì người ta giữ đủ. Cho là một ví dụ là người ta cắt được 10 cái đầu thì người ta sẽ giữ hết được tiền 10 cái đầu như vậy, ok, 10 cái đầu như vậy. Và bởi vì vậy, ok, cái con người mà bởi vì là cái đồng tiền người ta làm ra thì người ta giữ đủ, thì người ta sẽ cố gắng giữ khách, chiều khách, chăm sóc khách, giữ khách, đúng không, giữ khách. Bởi vì trong đó có 20 cái ghế là người ta có thể, okay, những khách hàng của họ có thể đi tới bất kỳ ghế nào, đúng không? Thì nếu mà người ta giữ khách thì người ta sẽ làm tốt, đúng không? Người ta sẽ cố gắng làm tốt để chi? Để người ta giữ cái khách cũ, đúng không? Giữ cái nguồn khách, ok? Và người ta, những 20 cái thành viên này, 20 cái người cắt tóc này thì là người ta biết là cái lương của người ta, cái thu nhập của người ta là người ta giữ đủ, người ta chỉ trả cho 5 triệu 10 triệu cho cái ghế mỗi tháng thôi, thì người ta sẽ cố gắng, ok, phục vụ tốt, đúng không, phục vụ tốt. Thì đây là một cái công thức, chủ sẽ không có mặt, chủ vẫn thắng, chủ vẫn có thu nhập, ok. Người đi mướn cái ghế, người ta sẽ vẫn làm tốt để người ta, bởi vì cái thu nhập là người ta giữ hết, đúng không, giữ hết, người ta phải chuồng khách. Thì đó là một cái công thức mà ai cũng thắng, ok, chủ cũng thắng và người đi mướn cái chỗ làm đó cũng thắng cái trò chơi, ok. Và thắng là gì? Người ta không phải bỏ một số tiền lớn ra mở một cái kinh doanh mới, ok. Đây là một cái kinh doanh hoàn chỉnh rồi, đẹp mắt rồi, tốt rồi, người ta bước vô người ta làm, ok. Cái đồng tiền người ta bỏ vô lúc ban đầu ít hơn, ok, tạo nhu cầu, ok, thì tốt. Còn nhìn nữa ta, nói chung là cái công thức đó là cái công thức, ok, một người phụ nữ ở bên Trung Quốc đã áp dụng, ok, áp dụng như vậy và cô ta rất là thành công, cô ta có bao nhiêu trăm chi nhánh ở Trung Quốc. Thì nó là vậy, đó là một cái bánh, cũng giống như một cái bánh xe, bạn có thể đem vô áp dụng không cần.